Ở bên này mọi người kiểu như trẻ em người ta đã tập cho cái kiểu đâu mọi người thấy không, em bé đã dẫn chó đi dạo rồi đó. Bên này thì mình thấy con nít á, trẻ em á, cho được bố mẹ cho nuôi chó mọi người, để người ta tập cái tính gọi là trách nhiệm á mọi người, kiểu như phải dẫn chó đi đi dạo. Ở bên này thì chó phải là lúc nào cũng được đeo cái xích cổ, xong rồi mỗi ngày là phải đi cho chó đi dạo mấy lần á, nói chung tùy tùy cái nhu cầu nữa kiểu vậy. Mình quay lại một tí 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 cho mọi người xem, chia sẻ một chút về cái văn hóa ở Phần Lan như vậy thôi ha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ là chủ nhật nên là trời cũng hôm nay thì là trời có gió nhưng mà bắt đầu có nắng lên rồi nên rất là thích. Tạm biệt mọi người.